Mới đây, ông Võ Giang Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cùng với ngành chức năng có buổi kiểm tra khảo sát xây dựng công trình Tết Quân dân năm 2023 trên địa bàn phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại tuyến đường rạch Ngã Cại thuộc khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Tuyến đường dự kiến khởi công xây dựng mới với kết cấu bê tông cốt thép rộng 4m, dài 180m. Với kinh phí xây dựng ước khoảng 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là một trong những công trình nằm trong hoạt động Tết Quân dân năm 2023 của quận Thốt Nốt. Qua khảo sát thực tế, ông Võ Giang Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt thống nhất với các đề xuất của địa phương, đồng thời đề nghị địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân sớm giao mặt bằng, có kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo khởi công xây dựng đúng tiến độ, kịp thời đưa vào hoạt động trước Tết Quân dân.